Nhìn thấy những y bác sĩ tuyến đầu phải gồng mình với dịch bệnh, bên cạnh đó còn phải chịu nỗi đau khó chịu khi đeo khẩu trang trong nhiều ngày, chị Nguyễn Hương Trà cùng những đồng nghiệp của mình đã lên kế hoạch làm ra những chiếc tai giả nhằm hỗ trợ các nhân viên y tế hạn chế đau vành tai khi làm việc. Những ngày này, chị Trà và những đồng nghiệp của mình đã làm ra hàng nghìn chiếc tai giả để tặng các y bác sĩ tại các tỉnh phía Nam chống dịch. Sau bài viết chia sẻ lên mạng xã hội đã có hơn 7 bệnh viện và tổ công tác ở thành phố Hồ Chí Minh đăng ký. Hiện tại thì bọn mình đã làm được hơn 3.000 chiếc và thực ra thì số lượng đăng ký bây giờ đã lên đến khoảng gần 6.000 cái. Thì nếu mà làm cái tay giả này, nếu mà để mà một người làm ấy thì sẽ mất thời gian, nên là bọn mình sẽ huy động tất cả các cái nhân lực của xưởng để vào làm. Mỗi chiếc tay giả đều được làm nền đỏ sao vàng như lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ. Chị cũng lựa chọn chất liệu bền bỉ, mềm mại để giúp các y bác sĩ trải qua ngày dài đeo khẩu trang không đau mỏi. Một cái móc tay giả này thì bao gồm một miếng vải dạ, hai cái cúc và hình ngôi sao vàng này. Khi mà lúc đầu bọn mình làm thì bọn mình chỉ làm một cái móc bình thường thôi, nhưng mà mình muốn là khi mà nhận được cái tay giả này thì các bác sĩ đang vất vả để chiến đấu với dịch thì nhìn thấy nó sẽ mỉm cười. Và nó cũng có ý nghĩa là chúng tôi những người Việt Nam sẽ luôn luôn ở bên các bạn và hãy luôn mỉm cười nhé. Hiện tại, chiếc tay giả cờ đỏ sao vàng đã đến nhiều địa điểm như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Đội Y tế thành phố Thủ Đức, Bệnh viện tỉnh Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cần Giuộc, Long An. Chị Trà cho biết sẽ cùng các bạn tiếp tục sản xuất và gửi tặng với mong muốn màu cờ đỏ sao vàng nổi bật sau gáy sẽ cổ vũ tinh thần của các y bác sĩ.